Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi là Phan Anh. Và tất nhiên, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái bài học khá là quan trọng. Đó là hướng dẫn cài đặt thiết lập tài khoản quảng cáo. Như các anh chị đã biết là tài khoản quảng cáo của Facebook là một trong những cái tài khoản rất là quan trọng đối với những người làm quảng cáo. Bởi vì không có tài khoản quảng cáo thì không có quảng cáo, không mua được quảng cáo, không bán được bằng quảng cáo, có đúng không ạ? Chúng ta vẫn có thể bán hàng trên profile, trên group, trên fanpage, nhưng mà chúng ta không chạy quảng cáo được. Vâng. Thế thì tôi sẽ thao tác hướng dẫn cho các anh chị tạo một cái tài khoản quảng cáo. Tôi vẫn còn một cái tài khoản Facebook chưa có tài khoản quảng cáo. Đây thì các anh chị đang nhìn thấy một cái tài khoản như thế này. Chúng tôi có profile. Vâng, chúng ta sẽ truy cập vào tài khoản quảng cáo của chúng ta. Ở đây chúng ta rất là dễ nhận thấy bằng cách là chúng ta bấm vào cái trình quản lý quảng cáo. Ở đây là nó không ra cái gì, chúng ta bấm chuột phải ở đây nó không ra cái gì. Bình thường những cái tài khoản quảng cáo đã có thì bấm vào đây nó sẽ đổ ra cái menu, đúng không ạ? Đây là tôi sẽ cho các anh chị xem thêm. Đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ thấy là nó đổ ra cái menu như thế này. Thế nhưng của chúng ta ở đây là không có, đúng không ạ? Bởi vì về mặt bản chất là chúng ta chưa có tài khoản quảng cáo. Và chúng ta nhìn thấy có một cái ô là tài khoản quảng cáo tạo mới, có một cái ổ khóa ở đây, đúng không ạ? Tức là chúng ta chưa tạo ra tài khoản quảng cáo. Vâng. Thế thì bước tạo ra như thế nào tôi sẽ hướng dẫn, được chưa ạ? Ví dụ tôi sẽ chọn mục tiêu tiếp thị là truy cập vào web hoặc bên ngoài Facebook. Bất kỳ nhé, chúng ta làm, được chưa ạ? Vâng. Truy cập vào web. Và ngay đến đây thì nó sẽ đòi hỏi tài khoản quảng cáo. Ngay đến đây nó sẽ đòi tài khoản quảng cáo, các anh chị nhìn thấy chưa ạ? Chúng ta sẽ chọn loại tiền và múi giờ. Quốc gia là Việt Nam, đương nhiên rồi, chúng ta để mặc định. Đồng Việt Nam chúng ta cũng để mặc định. Múi giờ Asia Hồ Chí Minh chúng ta cũng để mặc định, rất là tốt, được chưa ạ? Tên tài khoản quảng cáo chúng ta đặt tên là Phan Anh, đúng không ạ? Hoặc tên của bạn, ý tôi là thế. Rồi, chúng ta tiếp tục. Và sau đó thì chúng ta cũng thiết lập tài khoản quảng cáo bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một chiến dịch quảng cáo xong thì sẽ đòi đến cái phần tài khoản quảng cáo, được chưa ạ? Ví dụ như là Việt Nam, tuổi tác, giới tính, nhắm mục tiêu chi tiết, nhắm mục tiêu loại trừ, đúng không ạ? Kết nối và không kết nối, vị trí hiển thị quảng cáo, chỉnh sửa vị trí hiển thị quảng cáo, đấy. Facebook, Instagram, Audience, và cũng chưa xuất hiện Messenger, đúng không ạ? Một số tài khoản đã được cập nhật ở đây là đến có cái vị trí Messenger. Ngân sách, chúng ta đang giả định là chúng ta đã thiết lập xong hết cái phần này. Vì mục tiêu của chúng tôi trong cái video này là chỉ giúp các bạn tạo ra tài khoản quảng cáo thôi. Cho nên những phần này tôi coi như là tôi đã chạy cả Việt Nam, tôi không nhắm rất nhiều, tôi nhắm tất cả. Vâng, có thứ nhắm duy nhất là tôi hay nói đùa là nhắm mắt, nhắm mũi thôi. Vâng, bây giờ đến phần định dạng. Có rất nhiều các định dạng khác nhau, đúng không ạ? Quay vòng, một hình ảnh, một video, bản trình chiếu Canva. Thế thì ở đây thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các anh chị sau nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị sau. Phần này thì tôi cũng xin phép bỏ qua thật nhanh. Để mục tiêu duy nhất của tôi đấy là các anh chị có cái hình ảnh, các anh chị có một cái chiến dịch quảng cáo thật là nhanh. Ok. Cũng rất nhiều cái fanpage khác nhau, được chưa ạ? Rồi, tiêu đề tôi làm cho nó xong thôi. Đấy. Messenger chúng ta chọn sau, đúng không ạ? Chỉ có thể sử dụng Messenger trong vị trí quảng cáo trên bản tin trên máy tính. Nếu muốn sử dụng Messenger, bạn cần phải xác định các vị trí quảng cáo khác mà mình đã chọn. Ok. Đấy. Messenger Text, nhập thông điệp quảng cáo trên Messenger. Rồi. Như vậy, mình cái này mình không mạnh nhá. Trong cái video này là mình không hướng dẫn mạnh, cho nên là mình bỏ qua hết. Mình bấm vào nút đặt hàng. Rồi, đúng như là trong cái video trước đấy tôi có hướng dẫn với các bạn là khi bấm vào nút đặt hàng nó sẽ nhảy ra một cái pop-up hay còn gọi là một cái hộp thoại yêu cầu mình điền thẻ thanh toán, được chưa ạ? Thì ở đây là chọn phương thức thanh toán. Và các anh chị hết sức lưu ý là các anh chị sẽ cần một cái thẻ thanh toán quốc tế, đúng không ạ? Cụ thể là thẻ Visa hoặc thẻ Master. Các anh chị có thể ra bất kỳ ngân hàng nào làm, càng làm các ngân hàng lớn càng tốt, như là Techcombank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV, Agribank đúng không ạ, hoặc là các ngân hàng thương mại cũng ok. Đấy, các anh chị có thể làm thẻ Visa hoặc Master là dạng debit hoặc credit đều được. Thông thường thì chúng ta sẽ làm với cái thẻ debit thì rất là dễ, cầm chứng minh thư ra làm và mất khoảng 100.000 đến 150.000 tùy vào từng ngân hàng, hoặc miễn phí. Đấy là gọi là phí làm thẻ. Thì thứ nhất là số thẻ. Ở đây số thẻ thì tôi xin phép sẽ dùng một cái thẻ của tôi để tôi minh họa thôi, chứ tôi không có ý định dùng thẻ của tôi để hướng dẫn các anh chị, được chưa ạ? Tôi minh họa. Số thẻ chính là 16 số mặt trước của thẻ. Và các anh chị đừng có zoom lên nhé, vì tôi sẽ không cho các anh chị xem đâu. 16 số mặt trước của thẻ, được chưa ạ? Ngày hết hạn là có định dạng là MMII. Ngày hết hạn là cái ngày có dạng là ví dụ như là 0520, tức là tháng 5 năm 2020. Đấy là dạng MMII. MM là măn măn, II là year year, đúng không ạ? Hai số cuối của tháng, hai số cuối của năm. Mã bảo mật là đằng sau. Mã bảo mật chính là cái mã ở đằng sau, trong cái dãy số 7 số hoặc là trong cái dãy 3 số của thẻ. Nếu như dãy 7 số thì cũng là 3 số cuối, mà dãy 3 số thì cũng là 3 số cuối. Điền vào đây. Sau khi chúng ta điền vào đây xong thì chúng ta sẽ xuất hiện một khái niệm là tài khoản quảng cáo đã thành công, đúng không ạ? Lưu ý khi mà bạn điền cái thẻ thanh toán này vào thì bạn nên sử dụng ở nhà mình cái Facebook được sử dụng trên cái máy tính mà bạn sử dụng nhiều nhất, đăng nhập nhiều nhất, ở cái chỗ mà bạn hay truy cập Facebook nhất, ví dụ như là ở nhà có mạng, có máy tính của mình, hạn chế ở wifi ở các cái khu công cộng, hay là hạn chế đăng nhập vào những cái thiết bị lạ, đúng không ạ? Thiết bị lạ tức là bạn đăng nhập vào máy tính của người khác, thì lúc đấy là Facebook nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần của chúng ta. Đấy là cái phần bảo mật, bởi vì tài khoản quảng cáo là nó sẽ có thẻ thanh toán và nó có tiền ở đấy, cho nên Facebook nó sẽ bảo mật rất là mạnh mẽ và cẩn thận. Sau khi chúng ta điền xong vào đây thì chúng ta bấm tiếp tục, thì Facebook nó sẽ tải và nó sẽ xuất hiện cái tài khoản quảng cáo của anh chị. Và sau khi có tài khoản quảng cáo của anh chị thì các anh chị có thể thiết lập quảng cáo như tôi đã hướng dẫn, có thể chạy quảng cáo cho mình, có thể chạy quảng cáo thuê cho người khác bằng cách là đưa người khác vào fanpage của người khác đó vào cái tài khoản quảng cáo của mình và mình đặt quảng cáo cho họ, giống như tôi vẫn đang làm cho các khách hàng của tôi. Vâng, đây là một số cái lưu ý khi sử dụng tài khoản quảng cáo. Thứ nhất là sau khi có tài khoản quảng cáo, bạn cần phải bảo mật tài khoản Facebook của bạn thật là tốt, hạn chế đăng nhập vào các cái máy tính lạ, hạn chế đăng nhập wifi công cộng. Đấy. Hạn chế là sử dụng những cái điện thoại di động mà có tính bảo mật thấp, bởi vì nó có thể tấn công thông qua rất nhiều cách, đúng không ạ? Rồi thì máy tính của bạn cũng phải bảo mật theo cách là phải có phần mềm diệt virus, vân vân. Và chúng ta hạn chế là đăng nhập lung tung ở các cái wifi khác nhau, ở các cái máy tính khác nhau, và chia sẻ tài khoản quảng cáo linh tinh. Bởi vì cái việc là disable, còn gọi là việc khóa tài khoản quảng cáo của Facebook, diễn ra rất là phổ biến các anh chị ạ. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải giữ nó rất là cẩn thận. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi mới chạy quảng cáo thì các anh chị luôn luôn lưu ý trong thẻ của chúng ta phải có tiền. Chúng ta nạp tiền vào thẻ trong ngân hàng, ví dụ chúng ta nạp 10 triệu, chúng ta chạy hết 6-7 triệu, chúng ta phải nạp tiếp để cho không bao giờ xảy ra cái tình trạng nợ, thì rất có thể nó sẽ khóa tài khoản của anh chị. Thứ ba nữa là khi mới chạy quảng cáo thì các anh chị nên chạy ngân sách theo cái mức ngân sách là thấp và tăng lên từ từ. Nếu như mà tài khoản quảng cáo mới mà các anh chị đặt chiến dịch quảng cáo 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu một phát như thế thì tôi nghĩ rằng là tài khoản của anh chị sẽ sập ngay lập tức. Khái niệm sập tức là disable đấy, nó sẽ khóa. Mà chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta đi học các chương trình đào tạo chỉ mong muốn là có cái tài khoản quảng cáo để chạy thôi, thế mà nó khóa mất thì là chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Thế khi khóa tài khoản quảng cáo thì phải làm thế nào? Khi khóa tài khoản quảng cáo thì một là bạn phải liên hệ với Facebook để họ mở trở lại. Và cái tỷ lệ mở trở lại bây giờ cũng rất là khó khăn. Và thứ hai nữa là bạn lại phải lập ra các cái profile mới, đúng không ạ? Để bạn thiết lập tài khoản quảng cáo, bạn phải mượn profile ở quê của bạn bè, người thân để mình thiết lập tài khoản quảng cáo thông qua cái thẻ Visa của người thân của mình, hoặc là dùng Visa của mình cũng được. Thì đây là một số những cái thông tin cơ bản, nó chưa phải là chuyên sâu lắm về cái vấn đề tài khoản quảng cáo. Nếu như mà các anh chị chưa hiểu thì các anh chị vui lòng liên hệ với tôi để được trợ giúp tốt hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.